Sáng nay, chính quyền và nhân dân tỉnh Quảng Ngãi long trọng tổ chức lễ dâng hương kỷ niệm 118 năm ngày sinh Thủ tướng Phạm Văn Đồng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng sinh ngày 1 tháng 3 năm 1906 trong một gia đình nho học ở xóm Cây Gạo, làng Thi Phổ Nhất, xã Đức Tân, huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi. Trong suốt cuộc đời với 75 năm hoạt động cách mạng, 41 năm là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, 35 năm là Ủy viên Bộ Chính trị, 32 năm là Thủ tướng Chính phủ, 10 năm là Cố vấn Ban chấp hành Trung ương Đảng. Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã có nhiều cống hiến to lớn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Tên tuổi của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trở thành biểu tượng của nghị lực, tài năng, đức độ và uy tín vang xa trên trường quốc tế. Thủ tướng Phạm Văn Đồng luôn là nhà lãnh đạo có uy tín lớn của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta, người học trò xuất sắc và gần gũi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, người chiến sĩ cách mạng kiên cường, nhà lãnh đạo tài năng đức độ, nhà ngoại giao lỗi lạc, nhà giáo dục, nhà văn hóa lớn của dân tộc. Kỷ niệm 110 năm ngày sinh của Thủ tướng Phạm Văn Đồng là dịp để ôn lại và bày tỏ lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc trước công lao to lớn của Thủ tướng Phạm Văn Đồng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.